Quốc Phương của VC đưa tiếng Việt xin kính chào các quý vị khán thính giả. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một cuộc trao đổi hội luận với chủ đề đó là biểu tình chính trị ở Belarus, cập nhật, phân tích và bình luận. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi có giáo sư Vladimir Kolotov là nhà nghiên cứu chính trị cũng như nghiên cứu về Việt Nam học tại Đại học Saint Petersburg của Cộng hòa Liên bang Nga. Ngoài ra chúng tôi có sự tham gia của bà Lê Thị Bình Hà, bà là nguyên sĩ quan làm việc tại Viện Khoa học Chiến lược của Bộ Công an Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi có sự tham gia của ông Nguyễn Vũ Bình. Ông Bình từng là biên tập viên của nhà xuất bản của tạp chí Cộng sản. Ngoài ra thì lát nữa đây khi nếu mà điều kiện kỹ thuật kết nối cho phép thì chúng tôi còn có một khách mời nữa, đó là kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự. Bây giờ chúng tôi xin ngay lập tức đặt câu hỏi cho giáo sư Vladimir Kolotov. Thưa ông, cái tình hình chính trị hiện nay ở Belarus theo cái phân tích nhìn nhận của ông thì nó ra sao thưa ông? Xin mời ông. Xin chào các quý vị. Theo ý kiến của tôi, tình hình ở Belarus bây giờ rất phức tạp. Có quá trình đối lập giữa Tổng thống Lukashenko và những người biểu tình. Mục đích chính của họ là lật đổ chính quyền của Lukashenko. Họ cho rằng là người này lên cầm quyền trong vòng 26 năm và dẫn đầu cuộc bầu cử cuối cùng vừa rồi. Và chính vì thế rất nhiều người ở Cộng hòa Belarus không tin là Lukashenko thắng cử với chỉ số 80%. Chính vì thế tình hình rất bất ổn và có những lực lượng từ bên ngoài can thiệp vào quá trình này. Và chính vì thế Lukashenko có dịp kêu gọi các nước như là nước Nga và các nước khác thuộc về khối ODKB, nghĩa là khối an ninh tập thể, giúp đỡ và không cho phép những quốc gia từ phương Tây can thiệp vào cuộc biểu tình ở Belarusia để mà lật đổ chính quyền. Cho nên tình hình đến bây giờ vẫn rất căng thẳng và chưa rõ ai thắng ai thua. Nên những ngắn gọn thì tình hình là như thế. Vâng, có một câu hỏi mà chúng tôi nhận được trong quá trình chuẩn bị cho chương trình này, đó là có người họ hỏi rằng là không biết là cái chuyện Belarus đang xảy ra bây giờ ấy, có phải là một cái thay đổi mang tính là thế hệ hay không? Sau 30 năm của chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đấy, thì phải chăng là cái mô hình Xô Viết của ông Lukashenko thì nó khó trụ được với thời gian? Giáo sư Kolotov trả lời thế nào? Về một phần nào đó thì ý kiến này là đúng. Tuy nhiên, Cộng hòa Belarus có nguồn lực rất nhỏ, dân chỉ gần 9 triệu thôi. Nhưng mà vì Lukashenko theo đuổi một số lý tưởng cộng sản như là phúc lợi xã hội cho dân, chính vì thế thế hệ mới lớn lên trong vòng 26 năm cuối cùng thì chỉ biết một tổng thống là Lukashenko. Cho nên nhiều thứ như là phúc lợi xã hội, ví dụ như là bảo hộ y tế miễn phí, việc làm cho đại đa số công dân của Belarusia, thì người ta tưởng là như đấy là chuyện bình thường, nước nào cũng có. Cho nên về một mặt nào đó người ta không biết giá trị của những điều đó. Và tất nhiên để mà đạt được những kết quả về mặt kinh tế như thế thì chính quyền Belarusia phải có thể nói là cùng một lúc ngồi nhiều ghế. Chính vì thế đường lối chính sách ở bên ngoài, chính sách đối ngoại không ổn định. Chính vì thế sớm muộn tình hình này cũng phải kết thúc. Hơn nữa tình hình này phần lớn là do từ Tổng thống Lukashenko tạo ra, nghĩa là từ phá hoại chế độ của mình. Tại vì trong vòng nhiều năm lên cầm quyền thì những người xung quanh phần lớn là những người báo cáo những điều lãnh đạo muốn nghe chứ không phải tình hình phát triển trên thực tế như thế nào. Chính vì thế
có những điều rất là chủ quan, rất chủ quan, không phân tích đúng tình hình trong nước và bên ngoài, và sớm muộn tình hình như thế này là sẽ dẫn đến khủng hoảng và ngoại lực can thiệp. Đây là tình hình chúng ta có thể quan sát ngay bây giờ ở Cộng hòa Belarus. Vâng, kênh Sputnik của từ nước Nga thì có đăng một ý kiến của ông Gorbachev cho rằng là ông Lukashenko đã hành động quá muộn, chẳng hạn bây giờ mới tìm đến công nhân, là giai cấp công nhân để hậu thuẫn thì nó quá muộn. Trong khi đó thì ông Zhuganov, một lãnh tụ theo phái cộng sản của Nga, quý vị cũng đã biết đã nhiều lần ra tranh cử bất thành đấy, sau khi Liên Xô tan rã tại Nga đấy, thì cho rằng là nếu như mà Belarus mà sụp đổ thì nó sẽ ảnh hưởng đe dọa đến chính Liên bang Nga. Ý kiến của giáo sư Kolotov thế nào? Xin mời ông. Tôi nghĩ thì là ở Liên Xô cũ không ai muốn nghe ý kiến của ông Gorbachev, là những người thất bại trong tất cả các dự án của mình. Cho nên là Lukashenko chắc chắn cũng phải là trong số người có thể quan tâm đến ý kiến của Gorbachev. Ý kiến của Zhuganov về mặt này thì tôi nghĩ là hoàn toàn đúng. Tại vì giữa Nga và Belarus là có một cái gọi là quốc gia thống nhất, cho nên nếu như có đe dọa từ bên ngoài đối với Belarus thì Nga phải can thiệp. Hơn nữa, Belarus là thành viên của khối ADKB, của Liên minh An ninh Tập thể, cho nên về mặt này là ai đó dám đánh thẳng vào Bắc Nga thì tôi loại trừ khả năng này, người ta không dám, tại vì đằng sau của Nga, Nga không cho phép làm như thế. Và hiện nay ở Nga, người ta so sánh tình hình ở Belarus bây giờ với những sự kiện của Ukraine cách đây mấy năm, từ năm 2013 và 14, khi có cuộc lật đổ chính quyền Yanukovych. Tình hình này cũng phát triển trong vòng mấy tháng, từ tháng 11 năm 13 đến tháng 2, đến cuối tháng 2 năm 14, và cuối cùng lật đổ được chính quyền Yanukovych, và có lệnh từ bên ngoài không bắt sống và có thay đổi đặc nhiệm sang Yanukovych, và ông phải chạy, kia là tổng thống đang cầm quyền chạy trong nước mình, và cuối cùng phải gọi điện cho Putin để mà cứu. Chính vì thế Yanukovych thoát chết và kể rất nhiều chuyện là ông bị lật đổ như thế nào. Cho nên tình hình ở Belarus bây giờ cũng hơi giống như thế, và tất nhiên về mặt địa chính trị, mục đích tiếp theo là nước Nga, tại vì phương Tây muốn xây dựng một cái như là hàng rào từ biển Baltic đến biển Đen để chống Nga, và Bạch Nga hay là Belarus là một quốc gia liên minh quân sự của nước Nga, chính vì thế có mưu đồ như thế, và đây là điều rất rõ ràng. Và ở đây thì cũng có câu hỏi của quý vị khán thính giả đặt ở đây. Họ hỏi là xin hỏi giáo sư Kolotov là Tổng thống Lukashenko nhờ lực lượng nước ngoài Nga can thiệp an ninh nội bộ đất nước là đúng hay sai? Việc này có hợp hiến không? Đấy là một câu hỏi của quý vị này theo các quan điểm của quý vị đó. Đồng thời có một quý vị là Giang Đao hỏi rằng là chính phủ của Lukashenko sụp đổ thì liệu nước Nga có bị ảnh hưởng nhiều không? Xin ông vui lòng có thể trả lời nhanh hai cái ý nghĩa hỏi này. Xin mời ông. Thì tất nhiên Cộng hòa Belarus là một liên minh quân sự của nước Nga, và nước Nga và Belarus như tôi đã nói rồi là chúng tôi có quốc gia thống nhất ra hai nước này, cho nên nếu như có đe dọa từ bên ngoài đối với một trong hai thành viên thì thành viên khác phải giúp đỡ. Nhưng mà vừa rồi Tổng thống Putin tuyên bố là bây giờ không có nguy cơ là không ai đánh vào Bạch Nga từ bên ngoài. Nếu như có đe dọa như thế thì nước Nga nếu như nhận được yêu cầu từ phía Bạch Nga thì sẽ xử lý rất nhanh. Kiểu gì cũng phải yêu cầu từ phía Belarus, Nga can thiệp. Nhưng mà bây giờ là tình hình nó không đến mức độ nghiêm trọng như thế. Và bây giờ trong số những người biểu tình có những có thể nói là phần tử phản động từ nước ngoài đến, ví dụ, và trước đây những đội này
được huấn luyện để đánh nhau với cảnh sát, với công an, phải đánh như thế nào. Và họ đã được huấn luyện tại Ukraine và họ đến Bạch Nga và bây giờ là một số những người đó là bị bắt. Mưu đồ chính của họ là khiêu khích, bạo lực giữa cảnh sát và những người biểu tình. Cũng trước đây là ở Ukraine bước rất là mạnh để kích hoạt tình hình căng thẳng, là khi có những người lúc đầu thì không ai người ta không biết là ai bắt đầu bắn chết cảnh sát và người biểu tình, gần 100 người biểu tình bị bắn chết, nghĩa là một lúc cả hai phía bị bắn chết, thì điều đó kích hoạt bạo lực ở Ukraine và hai bên bắt đầu đánh nhau rất là mạnh. Bây giờ thì biết đó là những người bắn tỉa người thuê ở Georgia để mà bắn cả cảnh sát, bắn cả những người biểu tình. Và bây giờ người ta hy vọng là ở Belarus các lực lượng an ninh không cho phép xảy ra những điều tiêu cực như thế. Còn vấn đề nội bộ cũng có, và phần lớn là do chính quyền Lukashenko tự tạo ra. Và nếu như có vấn đề nội bộ thì họ phải tự giải quyết. Công dân của Belarus phải tự giải quyết. Và chúng tôi nghĩ là những lực lượng từ bên ngoài không nên can thiệp vào. Nhưng mà tất nhiên đấy là chỉ là lời nói của các nhà chính trị của Nga. Nhưng mà trên thực tế các lực lượng từ bên ngoài họ can thiệp rất là mạnh. Và vừa rồi ở cộng đồng châu Âu người ta tuyên bố là sẽ gửi tiền ủng hộ những người biểu tình ở Belarus. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Kolotov. Chúng tôi sẽ trở lại với giáo sư trong các phần câu hỏi tiếp theo. Ở đây thì cũng có thêm một cái bình luận nữa của quý vị tên là Hoàng Khánh, nói rằng là khi người dân muốn thì không có thế lực bên ngoài nào xúi giục được đâu, thưa tiến sĩ Kolotov. Thế là một bình luận của quý vị thế. Và bây giờ thì từ nước Đức ấy, thì không biết là cái góc nhìn, cái cảm nhận thì như thế nào. Xin được mời bà Lê Thị Minh Hà, là nguyên cán bộ đấy, nghiên cứu của Viện Khoa học Chiến lược của Bộ Công an Việt Nam. Xin mời bà có ý kiến. Xin chào Quốc Phương và chào quý khán thính giả của Đài BBC ngữ. Tôi suy nghĩ như thế này, là một cái chính thể và một người lãnh đạo quá lâu, tồn tại quá lâu thì đương nhiên là sẽ là rất bảo thủ. Cho nên là cái thời buổi này, ảnh hưởng rồi các sự kiện của trên thế giới thì họ đều, tất cả nhân dân đều tiếp cận được. Thế thì tôi không bao giờ tin rằng là một cái người lãnh đạo mà 26 năm thì có thể là tiếp cận được và có thể bước được cùng nhịp với lại cái sự phát triển của thế giới. Vì đọc thông tin trên mạng ấy thì tôi cũng thấy được rằng là hiện tại cái tình hình rất là căng thẳng. Thế cái vấn đề ở chỗ là bây giờ cái giải pháp nào mà tốt nhất, hoặc là cầu cứu cái sự hỗ trợ quân đội Nga hoặc là của quân sự Nga, thì có lẽ theo tôi nghĩ là chờ gửi phút này thì có lẽ Nga cũng khó mà có thể can thiệp được. Thế còn cái câu chuyện này thì đã đánh động đến rất là nhiều nước ở Tây Âu và các nước nước ngoài, tuy rằng nói là không can thiệp nhưng mà với cái thái độ ứng xử của Lukashenko thì tôi thấy rằng là cũng không ổn lắm và cũng vẫn phải lệ thuộc vào vấn đề quân sự của Nga. Thì rõ ràng bây giờ cái giải pháp mà tốt nhất ý, là các bên phải thuyết phục và đi đến trọng cái giải pháp là đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với lại những người đối lập, thì may ra mới có hy vọng có thể là không thiệt hại, không đổ máu và không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề này. Thế thì tôi nghĩ là như thế. Vâng, xin cảm ơn bà Minh Hà. Vâng, thế còn không biết là từ Việt Nam, từ Hà Nội thì cái vấn đề ở tình hình ở Belarus thì như thế nào, không cái quan sát của ông? Vâng, chúng tôi xin đặt câu hỏi này cho ông Nguyễn Lân Thắng. Vâng, xin mời kỹ sư Nguyễn Lân Thắng từ
Vâng, tôi cũng có xem qua một số cái thông tin ở trên mạng xã hội cũng như là trên các cái phương tiện báo chí chính thống thì hiện tại cái tình hình ở Belarus là nó rất là căng thẳng và nó có những cái sự lặp lại của lịch sử trong những cái vấn đề chuyển đổi chế độ ở các cái nước Đông Âu. Người Việt Nam thì từ trước đến nay là thông qua cái mối quan hệ của giữa hai quốc gia là Việt Nam và Xô Viết trước đây thì cũng đã biết đến cái đất nước này rất là nhiều, và hiện tại cho đến bây giờ thì cũng còn có rất nhiều người Việt Nam đã sinh sống ở trên đó, cho nên là những cái biến động chính trị của một cái nhà nước nó cũng xuất phát từ cái ý thức hệ chung là cộng sản. Vâng. Tôi cũng hy vọng là rồi sẽ đến một lúc nào đó là ở Việt Nam cũng sẽ có những cái biến chuyển hiện tại như Belarus, bởi vì ở Belarus là họ mới có 26 năm cầm quyền của ông Lukashenko. Thế nhưng mà ở Việt Nam ấy thì cái lịch sử cái đất nước nó nằm ở dưới tay một cái đảng chính trị nó cũng từ rất là lâu rồi, và cũng có rất nhiều người Việt Nam cũng có cái chung cái lòng mong muốn giống như là nhân dân Belarus hiện tại. Vâng, có một cái thế còn bây giờ chúng ta chuyển sang một chút về cái tình hình ở khu vực mà mọi người rất là quan tâm, thưa quý vị, đó là câu chuyện liên quan tới Thái Lan. Tất nhiên thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng các vị khách ạ, thưa quý vị là cũng sẽ tiếp tục bình luận về vấn đề của Belarus, nhưng mà ngay tại sát với Việt Nam là Thái Lan thì hiện nay cũng có một số cái thông tin là đang có một số cái cuộc biểu tình của trong cái giới sinh viên cũng như là học sinh. Các cái tin tức được cập nhật thì cũng cho biết là trong tới thời điểm hiện nay thì chính quyền Thái Lan, ông Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thì đã có cái nhóm họp của Hội đồng An ninh quốc gia, và trong đó đấy thì theo thông tin cho biết là ông đã như thế, tức là đề nghị đấy là phải theo dõi chặt chẽ cái tình hình hiện nay và cho rằng là đây là có thể là có những cái sự lợi dụng giới trẻ, đó giới trẻ. Đồng thời ông cũng về phía Bộ Ngoại giao thì người lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan kiêm Thủ tướng ấy cũng đề nghị là các nước khác cũng nên ở bên ngoài im lặng vì đây là được cho là câu chuyện nội bộ của Thái Lan. Vâng, thì theo dõi cái câu chuyện này thì không biết là ông Kolatov có cái bình luận gì không? Xin mời giáo sư Kolatov. Bạn, tôi nghĩ là anh nói rất khách quan về tình hình đang diễn ra ở Thái Lan. Cũng có tôi có thể bổ sung vài điều là hiện tại chế độ chính trị ở Thái Lan nó là một nửa chế độ hoàng gia, một nửa là chế độ quân phiệt. Và có mâu thuẫn giữa hai phe, phe theo hoàng gia, theo triều đại và có phe theo chế độ quân phiệt, các tướng thỉnh thoảng tổ chức các cuộc đảo chính ở Bangkok. Và tất nhiên hai phe này là chuyên môn lợi dụng những người biểu tình, chưa hết là giới trẻ, tại vì ở Thái Lan có truyền thống là phải tôn trọng vua Thái Lan, và có cả trong bộ luật hình sự của Thái Lan có trách nhiệm rất là mạnh nếu như người ta quấy thường hay là dám nói gì không tốt về vua Thái Lan. Và có thể là trong giới sinh viên họ có thể yêu cầu cải cách dân chủ, nhưng mà phần lớn dân số Thái Lan trước hết là nông dân và những người tu sĩ của đạo Phật tiểu thừa là người ta sẽ ủng hộ chế độ hoàng gia và sẽ ủng hộ vua Rama thứ 10. Và đó là những mâu thuẫn giữa các thế hệ và mâu thuẫn giữa các phe chính trị lớn và các đại diện ở Thái Lan thì có thể ảnh hưởng đến mức độ dẫn đến những biểu tình và những mâu thuẫn xã hội sẽ được thể hiện bằng cuộc biểu tình ngoài đường phố của thủ đô Thái Lan. Xin cảm ơn. Vâng, chúng tôi lại xin được xin cảm ơn ông Kolotov và xin được nghe cái bình luận quan sát của bà Lê Thị Minh Hà.
Tôi cho rằng là trước hay là sau vào thời điểm nào cũng sẽ dẫn tới cái diễn biến đó của những cái sự kiện đó của Thái Lan. Bởi vì thực tế là cũng như luôn luôn tôi nghĩ rằng là cái xã hội bây giờ nó rất là văn minh. Thì dân dân của Thái Lan họ rất là sủng ái những cái vị vua của họ. Nhưng mà đấy là vua từ đời trước. Thế nhưng mà đời con của vua mà thì họ cũng chưa có gì để khẳng định được là họ sẽ sủng ái tiếp được như thế. Trong khi đấy thì bên từ từ tất cả các cái thông tin về sinh hoạt rồi với những cái bất minh hoặc là không được công khai, ví dụ như là tất cả những cái công việc của công việc và các cái sinh hoạt của ông vua Thái Lan thì cũng là dần dần được hé mở, và người ta nhìn với cái suy nghĩ và với cái tư duy mới của họ thì họ có thể soi xét so sánh, họ thấy là như thế là bất hợp lý và đương nhiên là họ sẽ phải có ý kiến. Thế thì cái vấn đề tôi cho rằng là một cái điều mà cũng khá là hay và cũng theo dõi tiếp về cái cách ứng xử của ông vua Thái Lan như thế nào đối với những cái người trẻ mà tham gia cuộc biểu tình này. Theo tôi đến giờ phút này thì khá là ôn hòa và chưa có cái gì là sẽ dẫn đến là xấu cả. Nên là một cái sự thay đổi thì đương nhiên phải có những cái cuộc biểu tình như thế, và được và tất cả mọi chuyện nếu như sau cái sự việc này mà được minh bạch thì là một cơ hội để cho cái chính phủ Thái Lan hoặc là cái nhà nước Thái Lan có thể thay đổi được cái thể chế thì rất là tốt cho người dân Thái Lan. Vâng, thưa bà, theo cái góc nhìn quan sát của bà thì người dân ở Việt Nam ấy thì có quan tâm tới các cái sự kiện thời sự mà đang xảy ra diễn ra ở hai cái nước mà chúng ta bàn tới ngày hôm nay không? Tức là tại Belarus và tại Thái Lan, thưa thưa bà. Tôi thì tôi nghĩ là không những là quan tâm mà người ta còn rất là mong ước cái điều đó đến. Có điều là làm thế nào để cái điều đấy xảy ra thì tôi cho rằng là cái phụ thuộc chính vào là cái trình độ dân trí và người ta phải làm quen với lại cái việc là bày tỏ cái quan điểm của mình về tất cả những vấn đề đấy. Chỉ rất tiếc nếu như tôi không nhầm thì cái luật biểu tình cũng chưa được thông qua, và chính vì thế cho nên là cái vấn đề đầu tiên ý là phải có luật biểu tình, và sau đó thì cái thực thi luật biểu tình đấy như thế nào thì mới thể đem lại được cái đáp ứng được cái mong muốn của người dân. Thực ra cái biểu tình ôn hòa thì chỉ có thể làm cho xã hội tốt lên thôi, nhưng vấn đề là cái thể chế và chính quyền nào thì chấp nhận được cái ý kiến đó. Ví dụ như ở Nga thì vừa rồi có một cái người mà ở phe đối lập thì người ta có ý kiến thì đã bị tra tấn và đã bị đối xử rất là bạo lực. Thế thì ở Việt Nam tôi nghĩ là cái điều đầu tiên ấy thì cái để mà hướng đến được cái điều đó thì cái điều đầu tiên là hiến pháp của Việt Nam phải thay đổi đấy. Thứ hai nữa phải thay đổi có những cái điều, ví dụ như điều 4 hiến pháp, và một cái điều nữa là phải được bầu cử tự do thì mới tiến được đến cái câu chuyện đấy. Mà muốn thực hiện được cái điều đấy mà thì có thể là làm cho Việt Nam thay đổi được tốt hơn và hòa nhập được với thế giới, và cái chính là để cho Việt Nam phát triển và cho người dân Việt Nam thực sự. Thì cái vấn đề đấy là người ta không có cái cách gì hiện tại để mà biểu lộ được cái để bày tỏ được quan điểm. Thế thì vấn đề là nằm ở đâu thì chúng ta cũng không nên trông chờ vào nước ngoài nhiều, phải trông chờ vào chính cái bản thân của chính những người dân ở trong nước, họ ý thức và họ giác ngộ và họ hành động thì mới hy vọng được. Vâng, cảm ơn bà Minh Hà, và xin mời kỹ sư Nguyễn Lân Thắng có ý kiến. Theo tôi thì cái câu hỏi đó rất là hay, là bởi vì rất nhiều người người ta có thể rất rất là quan tâm đến cái chuyện thay đổi ở Việt Nam. Thế nhưng mà ngoài cái sự quan tâm cá nhân ấy, thì không biết rằng là dư luận như thế nào, ý kiến như thế nào. Thì từ trước đến nay như chúng ta biết là ở Việt Nam cái quyền tự do ngôn luận cũng như là cái quyền biểu tình, quyền
hội họp rồi cái quyền thành lập những các cái nhóm xã hội hay là đảng phái là hoàn toàn là bị bóp nghẹt. Cho nên nếu như không có những các cái phương tiện thông tin đại chúng ở quốc tế như đài BBC đây chẳng hạn, thì có lẽ rằng là rất khó để người dân có thể biết được cái ý kiến cũng như là cái mối quan tâm chung của những cái người xung quanh như thế nào. Và tôi thấy rằng là chị Hà có nhắc đến cái khía cạnh tức là biểu tình ấy, cái luật biểu tình là ở Việt Nam người ta đã nợ dân chúng rất là lâu rồi mà không biết là đến bao giờ là người dân chúng tôi được quyền có cái quyền để biểu tình một cách đúng pháp luật. Tôi nghĩ rằng là khi mà Việt Nam sẽ phải đến ở một cái giai đoạn nào đấy mà có thật đông người dân người ta đứng lên, người ta cứ làm những cái việc theo quyền của người ta, tức là người ta xuống đường biểu tình mà không cần luật, không cần cái điều nào ở pháp luật cho phép, thì lúc ý may ra mới có một cái sự chuyển đổi mạnh mẽ giống như ở bên Thái Lan hay là bên Belarus. Vâng, xin cảm ơn ông Lân Thắng. Vừa rồi thì cũng có cái câu hỏi họ đặt ra, họ hỏi là không biết là theo các vị khách thì có bao nhiêu phần trăm nếu mà nói rằng là Việt Nam cũng quan tâm đến các cái sự kiện ở mấy cái nước này chẳng hạn như là Belarus hay là bên Thái Lan thì có bao nhiêu phần trăm để quan tâm, thì không biết ông Lân Thắng có ý kiến gì không? Vâng, cái số phần trăm này thì có lẽ là phải có những các cái nghiên cứu thống kê một cách rất là khoa học và trung thực thì chúng ta mới có thể biết được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngay ở đất nước đó thì chắc chắn rằng là cái số lượng rất là đông, nó không phải là chỉ một thiểu số nhỏ đâu, bởi vì cái chuyện đó nó liên quan đến đất nước, liên quan đến đời sống và rất nhiều mặt những cái mong muốn của người dân. Vâng, thế còn bà Minh Hà thì nghĩ sao? Xin mời bà Minh Hà. Tôi thì tôi nghĩ là mình hãy nghĩ đi. Tức là thường ấy, cả người Việt thì tôi thấy là lâu nay tiếp xúc của tôi nhận thấy một điều là cá nhân, bản thân các cá nhân ấy, hoặc là những người dân Việt Nam, hoặc là những người trí thức, họ cũng rất là ít thấy cái lỗi của mình trong đấy. Cho nên là nếu mà ai cũng thấy được là một phần là nó tồn tại như hiện nay về thể chế, về chính sách, về thiếu những cái điều luật căn bản quy định cho những cái quyền căn bản, và thực tế là đã tất cả những cái quyền tự do như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt, rồi tự do báo chí, tự do xuất bản, tất cả những quyền đấy đều bị là ngăn cản một cách thô bạo như thế. Thì đầu tiên ấy, hầu hết là người ta chỉ có một chiều là phát biểu ra những tố cáo là chính thôi. Những cái giải pháp là gì? Thấy cái lỗi của mình ở trong đấy. Mình đã lên tiếng, mình đã đòi được cái quyền ý và mình đã có cái hành động hoặc là có cái cử chỉ gì để mình bảo vệ cái quyền mà mình đòi cái quyền ý chưa? Thì tôi nghĩ rằng là nếu như là mỗi người một chút mà đừng hy vọng gì và trông chờ gì ở nước ngoài cả, hy vọng của chính bản thân mình thì mới có hy vọng. Vâng, cảm ơn bà Minh Hà. Vừa rồi thì cũng có một cái có quý vị đấy thì đang có cái chia sẻ với đặt cái câu hỏi với VC Bưu tiếng Việt, nói hỏi rằng là không biết là các vị khách nghĩ thế nào đấy, liệu là những cái phong trào mà đang diễn ra ở tại Belarus, tại thủ đô Minsk của Belarus hay là tại Bangkok, thủ đô của Thái Lan, tại Thái Lan giờ, thì nó có phải là những cái biểu hiện của cái dân túy hay không, của chủ nghĩa dân túy hay không? Chúng tôi xin được mời nghe cái ý kiến của giáo sư Kolotov từ Đại học Saint Petersburg ở nước Nga. Xin mời ông. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý. Để mà làm cho những người ra biểu tình thì phải có những khẩu hiệu dân túy. Vì những công nghệ mới như là công nghệ tẩy não cho người dân như nước như là Belarus, nó bây giờ là được cải thiện rất mạnh mẽ. Ở Nga người ta coi Belarus như là một góc Liên Xô nhỏ, còn lại có thể nói là Liên Xô nhỏ cuối cùng còn lại trên bản đồ thế giới. Và tất nhiên có những kế hoạch lật đổ chính quyền của Lukashenko, và tất nhiên phải dùng những khẩu hiệu để mà người, chủ yếu là những người trẻ tuổi, người ta có thể nghe những khẩu hiệu này và người ta ra ngoài đường biểu tình. Và tất nhiên phải có những người khiêu khích những phần tử phản động.
ở Việt Nam, những quá trình này người ta gọi là diễn biến hòa bình, nhưng mà về một một thời gian, một giai đoạn nào đó nó lại diễn biến hòa bình. Và diễn biến này ở Bạch Nga là do chế độ Lukashenko tự diễn biến, tự phá hoại, tự mục nát, tự dẫn tình hình đến khủng hoảng như bây giờ. Tại vì Lukashenko cố gắng một lúc ngồi mấy ghế và cùng một lúc dọa Nga là phương Tây có thể là đổ Lukashenko nếu như Nga không ủng hộ, và đồng thời dọa phương Tây là nếu như phương Tây không ủng hộ thì Nga sẽ là đổ. Thì là một lúc có những mâu thuẫn như thế và xoay theo chiều gió thường xuyên, và cuối cùng dần dần là mất lòng tin trong nước và nước ngoài. Thì vừa rồi quý vị đã nghe cái ý kiến quan điểm của ông Protop thì ở cái phần kết của chương trình này, thì không biết là các quý vị khách mời, tôi xin mời bà Minh Hà từ Berlin có luôn nước trước, bà Minh Hà Lê Thị Minh Hà từng là cán bộ đấy, nghiên cứu của Viện Khoa học Chiến lược của Bộ Công an, thì bà có đồng ý hay không với cái quan điểm của ông Protop, nhất là những vấn đề chẳng hạn như là dân túy và một số vấn đề khác, xin mời bà. Thứ nhất là tôi không đồng ý với cái quan điểm của ông đấy, bởi vì thực ra nói đến cái chủ nghĩa dân túy và đã có những cái nước như là ở Đức, ở Cộng hòa Liên bang Đức là có đảng AfD là đảng theo chủ nghĩa dân túy, thì tôi cho rằng là tùy theo cái nước, cái nhà nước nào và cái người ta coi cái và người ta sử dụng cái chủ nghĩa dân túy đấy làm công cụ để làm gì, thì tôi thấy là nó rất là ngắn gọn là nó như thế này. Tức là không thể như là không thể là cái chủ nghĩa dân túy cứ cho là cái mục đích và cho là cái mục đích của họ là không tốt, ví dụ như là chỉ nghĩ đến là lật đổ chính quyền các thứ nọ kia để thực hiện được cái ham muốn chính trị, ví dụ như thế. Thế nhưng mà ở một số nước thì có thể như thế, ví dụ như ở Đức là đảng AfD đấy họ đã theo chủ nghĩa dân túy và họ đã vận động trên lợi dụng cái đòi hỏi cái quyền lợi và quyền lợi của người dân Đức bị đụng chạm, cho nên là họ mới tổ chức biểu tình rồi tổ chức kiến nghị rồi tổ chức để kỳ thị người nước ngoài và cho rằng là cái quyết định của làm việc kèm của đảng CDU là sai, nó ảnh hưởng đến cái làm cho cái đời sống của người dân Đức sa sút. Nhưng mà tại vì ở đây có cái quyền biểu tình cho nên là 240.000 người lập tức là sẽ có 240.000 người người ta biểu tình và người ta yêu cầu chính phủ và yêu cầu quốc hội là không được sửa đổi cái điều luật và phải chống lại những cái ý kiến mà kỳ thị người nước ngoài. Thì tôi nghĩ là cái giá của không thể nói là không có những cuộc cách mạng mà không đổ máu được, chỉ có điều nếu như là hạn chế được cái việc mà xảy ra đổ máu thì không nên, nhưng mà cũng phải thấy lại cái lịch sử của nước Đức có 80 năm mà có được cái nền Cộng hòa không phải là sự đùa một tí nào, như Cộng hòa Weimar người ta phải trả rất nhiều giá, phải trả rất nhiều thứ và thậm chí là phải thiệt hại rất là nhiều về tài sản, về con người, người ta mới có được cái nền Cộng hòa để bây giờ nước Đức là về an sinh xã hội, về kinh tế, về quân sự, về ngoại giao tốt như thế này. Cho nên cuộc cách mạng nào cũng sẽ có những cái tổn thất, như tổn thất đấy được giải quyết và được giải quyết bằng cách nào. Thì ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì tôi thấy là cái quan điểm về vấn đề dân túy tức là gần như là coi tất cả những cái bất đồng chính kiến, chống tham nhũng, cái chống những cái xấu cho một cái xã hội, thì chống những cái việc làm sai của một nhà nước thì rõ ràng là đã bị đưa hết vào một cái quan niệm gọi là chủ nghĩa dân túy. Tôi thấy như thế là sai, cần phải phân biệt rõ cái mục đích. Chứ người ta chỉ là người bất đồng chính kiến, người ta có âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân đâu, mà dồn hết vào cái việc là quy kết cho người ta là theo chủ nghĩa dân túy, và cái việc cái vấn đề chủ nghĩa dân túy được giảng giải rất là kỹ càng cho những người nằm trong cơ quan tố tụng, các cơ quan tố tụng. Tôi thấy như thế là rất là sai, hiểu biết về cái chủ nghĩa dân túy thì là rất là sai. Thế thì phải phân biệt rõ ràng là đối với những người mà tổ chức để lật đổ chính quyền nhân dân
thì nó là khác. Còn tất cả những bất đồng chính kiến, chống tham nhũng, chống tiêu cực thì không thể đưa vào cái quy vào một cái nhóm gọi là chủ nghĩa dân túy được. Vâng, xin Thế cảm ơn Minh Hà. Vâng, là xin mời nghe ý kiến của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng ạ. vâng, gần đây thì tôi cũng thấy có nhiều các cái video, những các cái cuộc hội thảo cũng như là một số các cái bài viết về cái vấn đề dân túy này, thì tôi cũng khá là quan tâm đến cái chủ đề này. Hôm nay tôi cũng vừa mới có một cái bài viết đề cập đến cái chuyện dân túy, thì phải nói rằng là tôi thừa nhận một điều rằng là Đảng Cộng sản chính là một cái lực lượng mà sử dụng những các cái chiêu bài dân túy rất là tuyệt vời từ trước đến nay. Nếu như chúng ta có thể xem lại những các cái tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay, thì rất nhiều lời hứa, rất nhiều khẩu hiệu, rất nhiều những các cái viễn cảnh được Đảng Cộng sản vẽ ra cho dân chúng. Nhưng mà đấy, kết quả đất nước như nào thì tùy quý vị tìm hiểu, và quý vị sẽ hiểu rằng là ai mới là người sử dụng cái dân túy, tức là những các cái thủ đoạn chính trị để lừa bịp dân chúng. Tôi xin hết ạ. Vâng, giáo sư Kulatov có bình luận gì không? Xin mời ông. Vâng, tôi xin nêu lên một ví dụ làm chứng minh rõ ràng những điều cái có thể là chúng ta đã nói chuyện về những khẩu hiệu dân túy. Riêng lịch sử của Đức chứng minh điều đó rất là rõ ràng. Đức là phải chịu và đã chịu trách nhiệm là gây khai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai, và cả hai đều được thực hiện dưới chiếu bài dân túy. Và bây giờ Đức được thống nhất lại bắt đầu can thiệp và bắt đầu gây xáo trộn ở các nước khác như là ở Ukraine. Tại vì chúng tôi nhớ rất rất là rõ ai lật đổ chính quyền hợp pháp của Yanukovych, trong đó có mặt của Franz Walter Steinmeier và hiện nay làm tổng thống của Đức. Cho nên nếu như ai nói về vấn đề hòa bình và cái thứ thì là ở Đức người ta phải chịu trách nhiệm lịch sử, và bây giờ trách nhiệm vì phá hoại và đổ máu của người ta khắp cả hành tinh, nghĩa là đã chịu trách nhiệm gây khai cuộc chiến tranh thế giới và bây giờ cố gắng làm một cuộc chiến thứ ba. Vâng, bây giờ thì đến cái phần kết của chương trình ạ, thì chúng tôi xin được hỏi thật nhanh các vị khách, có lẽ xin hỏi tiếp ông Kolotov đây cũng có vừa rồi có ý kiến chúng tôi đọc được đấy, cũng như trong quá trình chuẩn bị chương trình ấy, thì người ta nói rằng là ở một số quốc gia được cho là như thế là có cái theo cái chiều hướng độc tài đấy, là toàn trị đấy, thì họ hay chụp mũ những cái người mà những cái giới đấu tranh cho vấn đề về dân chủ, nhân quyền, thì vẫn tự do, kể cả là một cách tiến bộ, kể cả một cách ôn hòa cũng có thể bị chụp mũ là phản động, là dân túy này, đại khái thế, và có thể là được các giới này nọ cái khác họ khuyến nghị cho giới lực lượng vũ trang công an đưa vào sổ đen, đưa các khái niệm đó vào để khép tội cho nó càng dễ, đưa vào luật thì càng tốt, và cho rằng đấy là cái cách mà các cái nhà cầm quyền độc tài họ sử dụng cách đó để mà bảo vệ chế độ của họ, đồng thời đàn áp người dân. Thì ông có cái bình luận nhanh thế nào không? Ông có đồng ý cái chuyện đó hay không, hay là ông không đồng ý? Xin mời ông. Thì về vấn đề ai là độc tài, ai không phải là độc tài, ví dụ bà Merkel đang cầm quyền 18 năm, có phải là độc tài hay không? Hay là trước đây của Tổng thống Bush, sau đó con của Bush cũng làm Tổng thống Mỹ, thì có phải là chế độ gia đình chỉ hay không? Có phải là độc tài hay không? Điều đó có thể, nhiều khi có thể trở thành một cái lá bài trong một cuộc trò chơi địa chính trị, khi những người hay là những nước có thể can thiệp vào nội bộ của nước khác, sử dụng các loại khẩu hiệu để mà bảo vệ quyền lợi của mình. Cho nên tất nhiên là việc là Lukashenko lên cầm quyền trong thời gian lâu dài, thì những điều này là nhiều nhiều người dân Belarus có thể nói là rất là chán những điều đó. Nhưng mà về một mặt khác, can thiệp của những lực lượng thì bên ngoài cũng rất là rõ ràng. Nhưng mà đây không phải là cái quá trình tự phát triển trong một nước một cách độc lập, có can thiệp từ bên ngoài, và can thiệp phi pháp
Và đây là công nghệ của cách mạng màu. Và thường là những cách mạng màu như thế không dẫn đến hậu quả tốt. Vâng, thế là đó là cái quan điểm của ông Kolotov. Chúng tôi xin được mời nghe cái ý kiến tiếp theo của bà Lê Thị Minh Hà từ Berlin của Liên bang Đức. Xin mời bạn. Tôi thì tôi cho rằng cái gì thuộc về lịch sử thì hãy tôn trọng nó. Nhưng cái vấn đề là sau tất cả những sự kiện lớn như thế, những tổn thất như thế, thì giải quyết các vấn đề này như thế nào và có đương đầu với câu chuyện đấy không? Với sự kiện đấy không? Tôi thấy là thứ nhất là phải đương đầu. Và vấn đề đây là chọn giải pháp. Thì chính vì là trải qua nhiều chiến tranh tổn thất như thế, cho nên rất cần phải trên tất cả ý kiến hiện nay của nhà nước Đức cũng như là của Pháp, là khi đưa ra để yêu cầu các bên, là như ông các bên Belarus rồi thì các bên, và cũng có cái ý kiến với lại ông Putin rằng là hãy thuyết phục các bên đối thoại lẫn nhau và chọn giải pháp đối thoại. Nhưng mà ví dụ như cái trước khi cái câu chuyện này xảy ra, trước cái chuyện bầu cử này, cũng giống như là, và người ta cũng cho rằng là ngày hôm qua thôi thì EU có họp với 27 nước, đại diện của 27 nước, thì rõ ràng là gần như phủ quyết cái kết quả bầu cử và yêu cầu bầu cử lại. Thì vấn đề là có gian lận bầu cử hay không gian lận bầu cử, thì với điều thì chỉ có là bầu cử lại thì mới hiểu được, là mới biết được sự thật thôi và có kiểm soát. Thế thì rõ ràng là tức ví dụ như cái gì nó đã trải qua thì nó đã trải qua rồi, và mình rút kinh nghiệm để làm thế nào cho xã hội tốt lên mà cũng không thể tránh khỏi những chuyện tổn thất này nọ được, nhưng mà cố gắng hạn chế tổn thất mức thấp nhất để cho là hy vọng là để cho xã hội nó tốt đẹp, nó phát triển, nhưng không có nghĩa là không tham gia vào để thay đổi cái đất nước. Vâng, xin cảm ơn bà. Vâng, chúng tôi xin mời nghe ý kiến của ông Nguyễn Lân Thắng, và có lẽ là ý kiến cuối cùng để khép lại chương trình này. Xin mời kỹ sư Lân Thắng. Vâng, tôi thì cho rằng là bây giờ cái thế giới của chúng ta nó phát triển ở một cái tầm thời đại là thế giới phẳng, cho nên mọi sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế ở khắp nơi trên thế giới đều có một cái sự ảnh hưởng lẫn nhau. Tất nhiên rằng là với những các cái quốc gia mà văn minh dân chủ thì người ta sẵn sàng, người ta đón nhận những các cái ý tưởng, những các cái sự việc mới mẻ, mà không bao giờ e ngại một cái chuyện rằng là ô, liệu cái mới đây nó có thể tác động xấu đến đất nước người ta hay không. Nhưng mà thường là ở các cái nước độc tài và những cái con người mà nằm ở trong các cái hệ thống độc tài ấy, thì người ta luôn có cái tâm lý rất là lo sợ, rất là lúc nào cũng ngại rằng là có cái sự can thiệp của nước ngoài vào cái công việc nội bộ của người ta. Lẽ dĩ nhiên rằng là khi mà sống ở trong một cái thế giới mà mọi người đều có một cái sự tương tác với nhau trong cái thế giới này, thì cũng có những xấu, điều xấu và trao đổi với nhau để tìm, để lựa chọn ra được những cái điều tốt mà nhân loại này nên đi theo. Vâng. À vâng, thế thì cái ý kiến vừa rồi đấy của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng thì cũng đã khép lại cái cuộc hội luận thứ năm tuần này của VCN tiếng Việt. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Hương xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình, cũng như xin được cảm ơn các quý vị khán thính giả xa gần đấy đã dành thời gian quan tâm theo dõi, cũng như gửi các bình luận đấy cho chương trình. Xin cảm ơn các quý vị một lần nữa, và xin hẹn gặp lại các quý vị trong các chương trình sau.